Và bây giờ để nối tiếp chương trình và trở lại, xin mời tất cả gia đình chúng ta cùng với quý bà con thưởng thức lại tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc. À, dạ, xin trở lại với ba câu vọng cổ trong bài trích Tình Dở thì cùng thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều.